Câu số 1. Ở nhiệt độ thường thì kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là. Thế thì mình có này. Ở nhiệt độ thường X không tan trong nước thì đây natri, ở nhiệt độ thường natri tan trong nước rồi. Toa. Được chưa? Canxi nhiệt độ thường tan trong nước rồi. Toa. Magie nhiệt độ thường không tan trong nước, nhôm nhiệt độ thường không tan trong nước, nước, được chưa? Nhưng mà tan trong dung dịch kiềm thì magie không, chỉ có nhôm thôi. Nhôm tan trong dung dịch kiềm là điều kiện thường. Đúng chưa? Chúng ta nhớ cái phương trình đấy là gì nhỉ? Nhôm cộng với lại natri hydroxit để tạo thành Na Alo2 cộng H2. Đấy, đây là nhôm tan trong nhiệt độ thường. Đó là nhôm thì ở nhiệt độ thường thì nhôm không tan trong nước nhưng mà lại tan trong dung dịch kiềm. Đấy nhá. Ok. Câu số 2. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Chúng ta lưu ý từ khử mạnh nhất. Được chưa? Thế thì mình có này. Khi nào ba cần mua bình thuộc dãy điện hóa? Khi nào ba cần, đúng không? Tính khử giảm dần. Vậy là tính khử mạnh nhất là thằng kali. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì nhỉ? Đáp án B, kali. Câu số 3. Tác nhân hóa học nào sau đây gây ô nhiễm môi trường nước? Tác nhân hóa học nào sau đây gây ô nhiễm môi trường nước nhé, chúng ta lưu ý nhé. Đề bài hỏi chúng ta là yêu cầu là ô nhiễm môi trường nước. Thế thì mình có này. Thuốc bảo vệ thực vật và phân bón là ô nhiễm môi trường nước. Được chưa? Kim loại nặng HG2 cộng PB2 cộng cũng là một ô nhiễm môi trường nước. Anion NO3 trừ P42 PO43 trừ và S42 trừ cũng gây ô nhiễm môi trường nước. Vậy là chỉ có thằng gì ạ? Chú ý ở đây đề bài hỏi là không ạ. Đúng không? Không gây ô nhiễm môi trường nước thì chỉ có thể là khí oxy hòa tan trong nước nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 4. Câu số 4. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? Chúng ta lưu ý rằng là thằng NaCl không bị phân, thằng NaCl nó còn bị nung nóng chảy thôi nhưng nó rất khó bị phân hủy. CaCl2 cũng tương tự, Na2S4 tương tự. Vậy thì cái muối mà dễ bị phân hủy khi đun nóng là thằng CaHCO3 hai lần. Chỉ cần đun nóng nhẹ thôi. Thằng CaHCO3 hai lần thì chỉ cần đun nóng nhẹ. HCO3 hai lần. Chỉ cần đun nóng nhẹ thì nó sẽ tạo thành CaCO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O. Được chưa? Đấy, thế là nó dễ bị phân hủy nhá. Đáp án đúng đáp án à. Câu số 5. Dung dịch nào sau đây tác dụng với BaHCO3 hai lần vừa thu được dung dịch nào sau đây tác dụng với BaHCO3 lần vừa thu được kết tủa vừa có khí thoát ra, vừa thu được kết tủa mà lại vừa có khí thoát ra nhé. Thế mình thử này, thằng BaHCO3 hai lần, BaHCO3 hai lần mà tác dụng với NaOH thì nó chỉ tạo thành là BaCO3 cộng với NaHCO3 thôi, với tỷ lệ 1:1. Đây là với tỷ lệ 1:2. Còn nếu với tỷ lệ 1:1 thì nó lại khác, đúng không? À sorry, đây là với tỷ lệ đây là với tỷ lệ 1:1, 1:2 nó khác. Với HCl BaHCO3 hai lần cộng với HCl thì nó tạo thành là BaCl2 không có kết tủa cộng với là H2O cộng với lại CO2. Đúng chưa? Cộng với CaOH hai lần thì tạo thành hai kết tủa là CaCO3 và BaCO3. Cộng với H2S4 cộng với lại H2SO4 thì nó tạo thành kết tủa BaSO4 cộng với lại H2O cộng với lại CO2. Đây, kết tủa màu trắng và khí CO2 bay lên. Vậy, đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Là đáp án D, H2S4. Câu số 6. Trong phân tử gliala, amino acid đầu C thì chứa nhóm gì? Trong phân tử gliala, đây, gliala H2N này, CH2 này, CO này, NH này, CH này, CH3 này, COOH này. Được chưa? Thì amino acid đầu C đây thì nó chứa nhóm COH. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 7. Chất nào sau đây? Câu số 7.
chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glycerol? Thế thì để tác dụng với NaOH đun nóng mà tạo ra glycerol thì thường nó phải là chất béo. Thế trong tất cả bọn này thì thằng chất béo là thằng tristerin. Bởi vì tristerin thì khi mà tác dụng với NaOH thì ta sẽ có phương trình như thế này: C17H35COO tất cả 3 lần C3H5 cộng với lại NaOH để tạo thành C17H35COO CONa đúng không? Cộng với C3H5OH3 là ăn 3 NaOH. Vậy đây là glycerol, đúng chưa? Vậy chất tác dụng dịch NaOH thu được đun nóng thu được glycerol là tristerin. Ok. Oxit nào sau đây là oxit axit? Fe2O3 là oxit bazơ. FeO là oxit bazơ. Cr2O3 là oxit lưỡng tính. CrO3 là axit, là oxit axit. Vậy oxit axit là A CrO3. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó tan trong nước tạo thành hai axit nhá. Câu số 9. Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố carbon và hydro? Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố carbon và hydro? Thế thì cái này thì chúng ta phải mở quyển sách hữu cơ lớp 12 ra nhá. Dành cho những đứa nào mà không nhớ thì mình mở quyển sách hữu cơ lớp 12 ra thì chúng ta sẽ thấy một điều như sau này. Chúng ta sẽ thấy một điều như sau nhá. Vinin clorua này. Vinin polyvinin clorua đâu rồi? Polyvinin clorua vinin ancol ethylene. Đây mình có polyacrylonitrin. Đây. Đây là polyacrylonitrin thì nó gồm có gì ạ? Có C, có H và có N, đúng chưa? Vậy là mình loại bỏ ngay thằng polyacrylonitrin nhá. Polyethylene. Đây các em nhìn nhá, các cháu nhìn nhá. Polyethylene đây. Polyethylene này. Có C, có H, nhìn nó chưa? Chỉ có C và chỉ có H thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là chỉ có C và chỉ có H. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Ok. Câu số 10. Câu số 10. Đề bài hỏi chúng ta là thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây? Thì chúng ta nhớ rằng là khi mà thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì mình thu được alpha glucose nhá. Alpha glucose. Đáp án đúng đáp án A. Câu số 11. Câu số 11. Cho 2,7 gam nhôm. Cho 2,7 gam nhôm. Nhôm đây. Chúng ta tìm được số mol nhôm là 2,7 chia cho 27 bằng 0,1. Phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Nhôm tác dụng HCl dư. Thì thu được V lít khí hydro. Cân bằng phương trình nào? Cộng với lại AlCl3. Đây 3 ở đây. 3 hydro về đây là 3/2H2. Đúng chưa? Vậy số mol nhôm ở đây là 0,1 thì số mol hydro là 0,1 nhân 3 chia 2 bằng 0,15. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của V là 0,15 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 3,36 lít. Đáp án đúng đáp án C. Câu 12. Câu 12. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X để thu được kết tủa FeOH 3 lần. Lưu ý nhé, để thu được kết tủa FeOH 3 lần thì mình có này, FeCl3 thì tác dụng H2S này không thể tạo thành kết tủa FeOH 3 lần được. Tác dụng AgNO3 không thể được, tác dụng NaCl không được được. Mà là chuẩn là phải là FeCl3 cộng với NaOH để tạo thành FeOH 3 lần cộng với lại NaCl. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 13. Câu 13. Cho các chất sau. Cho các chất sau, số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl mà vừa tác dụng với NaOH là. Số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl mà vừa tác dụng với NaOH là. Thì mình có này, CrOH 3 lần là hydroxit lưỡng tính, một chảo. Thằng này thì chỉ tác dụng với HCl, thằng CaCO3 chỉ tác dụng HCl chứ không tác dụng NaOH. Toang. AlOH 3 lần thì tác dụng được với cả NaOH và tác dụng với cả HCl. Có hydroxit lưỡng tính mà. Al2O3 là oxit lưỡng tính, tác dụng đối với cả HCl và cả NaOH. Có 1 cháu, 2 cháu, 3 cháu, được chưa? 3 cháu, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 3 cháu. Ok.
Mình sang câu tiếp theo nhé. Câu số 14. Câu số 14. Cho dãy các chất thứ tự tăng dần lực Bazer của các chất trong dãy này. Đề bài yêu cầu chúng ta hỏi là thứ tự tăng dần lực Bazer của các chất trong dãy nhé. Chúng ta phải hết sức lưu ý. Đây đề bài hỏi là thứ tự tăng dần lực Bazer, vậy là thằng đứng cuối cùng phải là thằng có ba tính Bazer mạnh nhất. Được chưa? Ở đây mình có NH3 này thì yếu hơn CH3 NH2 này. Anilin yếu hơn CH3 NH2, vậy mạnh nhất là CH3 NH2, đứng cuối cùng phải là B. A vứt. Đúng chưa? C vứt. Thứ tự tăng dần mà. C vứt. Vậy là gì nhỉ? Đứng đầu tiên phải là C anilin, rồi đến A NH3, rồi đến B CH3 NH2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok, đáp án đúng đáp án C. Câu 15. Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng oxy. Đốt cháy hoàn toàn amin. Lưu ý ở đây để bài nói chúng ta là amin đơn chức nhá. Amin đơn chức X bằng oxy. Vậy mình đặt nó là CXHIN. Ok. Bằng oxy thì thu được nitơ, ta tìm được số mol nitơ bằng 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Cộng với lại CO2 là 0,3. Cộng với lại nước là 6,3 chia 18. 0,35. Thế thì ở đây mình có bước 1 đầu tiên mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ, mình có là 0,1 nhân 2 thì bằng 0,2. Ok chưa? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ nó là 0,2 nhá. Thế thì tới đây hoàn toàn chúng ta tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là số mol CO2. Được chưa? Số mol CO2 là bằng bao nhiêu? 0,3. Mà à thì sorry, số mol nitơ là 0,05, mắc thể lẽ. 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Carbon bằng 0,3 chia 0,1 thì bằng 3. Số nguyên tử hydro thì bằng 2 lần số mol nước. 0,35 nhân 2 chia 0,1 thì bằng 7. Vậy suy ra nó là C3H7N. C3H7N. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Mà trong đó rất nhiều bạn là thuận đà chọn nghe đáp án D là toang. Đáp án đúng đáp án C. Ok nhá. Câu 16. Câu 16. Cho 11,7 gam hỗn hợp gồm crom và kẽm. 11,7 gam hỗn hợp gồm crom và kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư đun nóng. Được chưa? Phản ứng hoàn toàn với HCl dư đun nóng thì thu được dung dịch X. Chú ý nhá, đun nóng dư thì cả crom và cả kẽm đều tan. Để crom tan để tạo thành CrCl2, kẽm tan để tạo thành ZnCl2. Được chưa? Cộng với lại khí hydro bay lên, mình tìm được số mol hydro bằng 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2. Thế thì khối lượng muối ở bên trong X là, đây là khối lượng bọn này. Khối lượng bọn này chắc chắn bằng M kim loại cộng với MCl trừ. Và cái chỗ này trong phần axit loại 1 chúng mình đã dạy rồi. Chúng ta có là khối lượng của muối thì bằng khối lượng của kim loại cộng với lại khối lượng của Cl trừ. Vậy là bằng khối lượng kim loại là 11,7 cộng khối lượng của Cl trừ là bằng 2 lần bằng số mol bằng 71 nhân số mol hydro nhá, bằng 71 nhân số mol hydro. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng bằng 11,7 cộng với 71 nhân 0,2 bằng 25,9 gam. 25,9 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 25,9 D. Câu số 17. Câu số 17. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm kali và natri. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm kali và natri. Đây, chúng mình có kali, đây, natri. Vào nước thì có phải mình thu được hỗn hợp gồm KOH và NaOH không ạ? Và V lít khí hydro. Đây là dung dịch X. Trung hòa dung dịch X H2SO4 thì cần số mol 24 bằng 0,1 nhân 0,2 bằng 0,02. Ở đây chúng ta hết sức lưu ý là bản chất của cái dung dịch X này chính là ion OH trừ. Đúng chưa? Thế thì OH trừ thì bị ăn bởi H cộng. Thế thì số mol H cộng đây là 0,02 nhân 2 bằng 0,4. Vậy trong này sẽ có 0,04 mol OH trừ. Được chưa? 0,04 mol OH trừ nhá. Vậy là số mol OH trừ bên trong KOH và NaOH bằng
cộng 0,04. Mặt khác mình có là hai lần số mol H2 thì chính bằng số mol OH trừ. Tại sao lại vậy? Tại vì thế này, một thằng kali thì sinh ra 1/2 hydro, một thằng natri sinh ra 1/2 hydro, mà một thằng kali đi một thằng OH, một thằng natri đi một thằng OH, nên số mol OH trừ nó phải gấp đôi lần số mol hydro nhá. Vậy suy ra số mol hydro bằng số mol H2 sẽ bằng 0,04 chia 2 bằng 0,02. Vậy mình tìm được số mol hydro bằng 0,02. Số mol hydro bằng 0,02 mà nhân 2,4 thì bằng 0,448 lít. Đáp án đúng đáp án B, bỏ 0,448 lít. Câu số 18. Câu số 18 cho 6,72 lít CO. 6,72 lít CO. Số mol CO là 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3. Phản ứng với CuO đun nóng. CuO đun nóng thu được hỗn hợp khí có tỷ hơi so với hydro bằng 18. Đây, nó tạo thành CuO cộng với CO, CO2, đúng không? Tỷ khối so với hydro bằng 18, vậy phân tử khối trung bình của nó bằng 18 nhân 2 bằng 36. Cháu này là 28, cháu này là 44. Đấy, được chưa? 28 trừ 36 thì bằng 8. 44 trừ 36 bằng 8. 8 chia 8 thì bằng 1 chia 1. Được chưa? Bằng 1 chia 1. Vậy mình đặt số mol CO là A thì số mol CO2 là A. Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Số mol carbon 0,3 thì bằng trong này A cộng với A. Vậy mình tìm được A bằng 0,15. Vậy số mol CO2 bằng 0,15. Mặt khác, chúng ta có công thức thần thánh là số mol CO2 thì luôn bằng số mol OCO trong oxit phản ứng, và nó chính bằng số mol của CuO phản ứng, đúng không? Vậy ở đây nó chính bằng là 0,15. Vậy hoàn toàn từ đây chúng ta tìm được khối lượng của CuO bằng 0,15 nhân 80 bằng 12 gam. 12 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 12 gam. Ok. Câu số 19. Những cái câu này những câu rất là dễ ăn điểm, nên các cháu phải chú ý là làm phát là phải ăn điểm ngay, làm phát dính liền, đừng để mất điểm phung phí ở những cái câu này cơ hội nhé. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X. Chất béo X 17,8 cần tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa NaOH. NaOH thì một thằng chất béo ăn 3 NaOH để tạo thành muối cộng với lại glycerol C3H8O3. Được chưa? Số mol NaOH phản ứng là 0,06. Thì ngay lập tức mình tìm được số mol glycerol bằng 0,02. Ok chưa? Thế thì hoàn toàn đến đây thì mình suy ngược, mình có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của chất béo là 17,8 gam. Cộng với khối lượng của NaOH là 0,06 nhân 40 thì bằng khối lượng của muối cộng với lại khối lượng của glycerol là 0,02 nhân với lại 90. Hai. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của muối 17,8 cộng với 0,06 nhân 40 trừ đi 0,02 nhân 92 bằng 18,36 gam. 18,36 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai? 20. Phát biểu nào sau đây là sai? Glucose và saccharose đều là carbohydrate. Đúng. Trong dung dịch glucose và fructose đều hòa tan được CO2 hai lần. Glu và fruct đều hòa tan được CO2 hai lần. Đúng. Glu và sac đều có phản ứng trắng bạc. Sai. Sac không có phản ứng trắng bạc. Glu và fruct là đồng phân nhau. Đúng. Vậy sai là C. Câu 21. 21. Để tác dụng với amon triolein. Thế thì triolein chúng ta là C17H33COO, tất cả 3 lần C3H5. Anh này là triolein này. Cần tối đa 0,6 mol BR2. Vậy mình có số mol BR2 đây bằng 0,6. Chúng ta lưu ý này, bên trong anh triolein chúng ta này, C17H33 là có một nối đôi CC, nhân 3 lên là 3 lần nối đôi CC. 3 nối đôi CC thì ăn 3 pro. Thằng này có 3 nối đôi CC và có 6 liên kết pi nhá, bởi vì nó là còn một pi COO trong này, nhân 3 lên là 3 nữa. Tổng cộng nó có 6 liên kết pi nhưng chỉ có 3 liên kết, 3 nối đôi CC thôi. Vậy 0,6 nhân 1 chia 3
thì bằng 0,2. Vậy giá trị của A bằng D 0,2. D 0,2. Câu 22. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước theo hình vẽ bên. Nhìn nha, đẩy nước, vậy khí X chắc chắn phải không tan trong nước. Chắc chắn X phải không tan trong nước. HCl tan trong nước toàn. Được chưa? HCl tan trong nước toàn. CH4 được. Hiro được. Được chưa? Thế vậy ở đây mình có không áp dụng gạch chân nhé, để bài bảo không áp dụng. Vậy là không áp dụng với thằng nào? Không áp dụng được với thằng A. Đúng không? Nó tan trong nước thì không thể thu nó được. Xong câu 22. Chúng ta sang câu 23. 23. Cho các kim loại sau. Cho các kim loại sau. Cho kim loại sau. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch điện cực trơ. Chú ý là điện phân dung dịch. Điện phân dung dịch thì điện phân dung dịch thì chỉ dùng để điều chế các kim loại đứng đằng sau thằng nhôm. Kali đứng trước nhôm vứt, bari đứng trước nhôm vứt. Vậy là có đồng và bạc. Ok. Vậy là số kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là 2 chẳng. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Câu số 24. Câu số 24. Cho các chất, số chất bị thủy phân trong môi trường axit. Đề bài bảo hỏi nhá, là bị thủy phân trong môi trường axit. Thì mình có này, thằng ethyl format là bị thủy phân trong môi trường axit, thằng glucose là monosaccharide không bị thủy phân. Thằng saccharose mặc dù nó là disaccharide nhá, mặc dù nó là disaccharide nhưng mà nó chỉ bị thủy phân trong môi trường axit, không bị thủy phân trong môi trường kiềm, nên thằng này thủy phân trong môi trường axit. Tinh bột là polysaccharide, thủy phân trong môi trường axit. Glycine không bị thủy phân, chỉ có tác dụng thôi ạ. 1 2 3 cháu, đáp án đúng đáp án D nhá. Đáp án đúng đáp án D. Chúng ta sang câu số 25. Chúng ta sang câu số 25. Chúng ta sang câu số 25. 25 nhá, 25 nhá. 25 nhá. Chúng ta sang câu số 25, một câu khá là khoai, đúng không? Một câu khá là khoai cho chúng ta. Cho 0,1 mol STX no đơn chức mạch thở. Lưu ý nhá, ở đây đề bài cho chúng ta STX no đơn chức mạch thở. CN H2N O2 0,1 mol. Phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa MOH là 0,18 mol. M là kim loại kiềm. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y. Chất rắn Y mình nhìn này, đây là este đơn chức và đây là ancol, vậy chắc chắn chất rắn Y chúng ta sẽ gồm là muối. Muối và MOH là hydroxit dư. Dư là bao nhiêu? Tỷ lệ 1:1 thì 0,18 trừ đi 0,1 bằng 0,08. Cộng ancol. Cộng ancol. Số mol ancol chính bằng số mol este 0,1. Được chưa? Thế thì ancol này là 4,6 gam. Vậy thì hoàn toàn từ đây chúng mình sẽ tìm được phân tử khối của ancol nhá. Tìm được phân tử khối của ancol. Phân tử khối của ancol sẽ bằng là 4,6 chia 0,1 bằng 46. Được chưa? Bằng 46, vậy thì chắc chắn nó là C2H5OH. Vậy ancol là C2H5OH. Vậy suy ra este chúng ta sẽ có dạng là gì? HRCOOCH5. RCOOCH5 vậy thì nó sẽ là gì ạ? Etin ạ. Etin, nên thằng này là metin loại. Etin nhá, etin. Tiếp tục, đốt cháy hoàn toàn Y. Đề bài nói chúng ta nhá, đốt cháy hoàn toàn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được M2CO3. Được chưa? H2O CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 là 4,84 chia 44. 4,84 chia 44 bằng 0,11. 0,11 mol. Thế mình bảo toàn thằng M nhé. M này có nằm ở trong muối này, muối có dạng là RCONA này. RCOM này, M nằm trong muối, thế thì M nằm trong muối này. Xong rồi M nằm trong MOH dư thì cuối cùng tạo thành M2CO3 hết. Vậy mình bảo toàn M đầu là 0,18. Vậy thì chui trong này 0,18 chia 2 bằng 0,09. Được chưa?
0,09. Xong rồi đấy ạ. Xong rồi đấy ạ. Ra được 0,09 nhá. Thế bây giờ này, mình đã biết anh ăn côn này là CH5OH và số mol của nó là bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta bảo toàn carbon được không ạ? Chúng ta tìm được số nguyên tử carbon của este. Số carbon trong este, số mol carbon trong este bằng này, bảo toàn carbon này. 0,09 nhân 1 cộng 0,11. 09 cộng 0,11. Đúng chưa? Đây trong này, đây trong này. Cộng với ancol là 0,1 nhân 2. 0,1 nhân 2. Chỗ này bằng 0,2 cộng 0,2 bằng 0,4. Vậy số nguyên tử carbon ở bên trong thằng X, vậy suy ra số carbon của X sẽ bằng tổng số nguyên tử carbon là 0,4 chia 0,1 thì bằng 4. Mặt khác anh này có dạng là RCOC25, vậy nó chỉ có thể là CH3COOC2H5 thì mới thỏa mãn là có tổng cộng có 4 carbon, 1 2 3 4. Được chưa? Vậy CH3COCH5 thì tên gọi nó là etin acetat. Etin acetat, đáp án đúng đáp án B, bỏ. Etin acetat nhá. Etin acetat. Xong. Sang câu 26. Sang câu 26. Cho các phát biểu sau đây, số phát biểu đúng là, đề bài yêu cầu chúng ta phải tìm được phát biểu đúng nha. Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. Chính xác, chúng ta vẫn đang tráng trứng luộc trứng đấy. Đông tụ. Trong phân tử lysine có một nguyên tử nitơ. Sai, lysine chúng ta phải có hai nguyên tử nitơ. Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím. Alanin, alanin đây, H2N CH CH3 COOH có một nhóm COH, một nhóm NH2, không làm đổi màu quỳ. Bỏ. Triolin phản ứng cộng hiro chúng ta vừa mới làm bên trên xong. Có. Tinh bột là đồng phân của cái cellulose. Sai, mặc dù cùng công thức phân tử nhưng nó không phải là đồng phân do số mắt xích khác nhau. Anilin là chất rắn. Sai, anilin là chất lỏng. Vậy mình có số phát biểu đúng là A và D. 2. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. 2 phát biểu đúng nhá. Sang câu 27. Sang câu 27. 27 một câu đồ thị hình vẽ. Đúng chưa? 27 một câu về đồ thị hình vẽ. Ta có câu 27 giải như sau. Hòa tan hoàn toàn argam hỗn hợp gồm nhôm và Al2O3 vào H24 loãng cho từ từ. À các cháu ạ, câu 27 này định hướng năm nay không thi nữa nên thôi chú không chữa nữa. 27 này định hướng năm nay là không thi nhá. Năm 2020 là không thi. Được chưa? Đánh dấu lại. Chú mình sẽ quay video gửi cho cháu sau. Câu 28. Câu 28 này. Thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Đây. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau kết thúc số thí nghiệm thu được kết tủa là. Sau khi kết thúc thì số thí nghiệm thu được kết tủa là. Đun sôi nước cứng tạm thời. Nước cứng tạm thời chúng ta là CaHCO3 hai lần. Đun sôi lên thì nó sẽ thu được CaCO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O. Ok, mình thu được kết tủa CaCO3. Một cháu. Cho phèn chua vào lượng dư AlBaOH 2 lần. Chúng ta phải nhớ được phèn chua là gì ạ? Phèn chua đây ạ. Phèn chua của chúng ta đây ạ. Phèn chua là Al2SO4 3 lần K2SO4 ngậm 24 nước. Ngậm 24 nước mà cho vào BaOH 2 lần thì mình có đây là Ba nhá. Đây là SO4 nhá. Vậy chắc chắn là thu được kết tủa là BaSO4. Được chưa? Kết tủa BaSO4. Vậy thu được kết tủa, thằng B thu được kết tủa nữa. Ok. Câu C, cho dung dịch NaOH dư vào AlCl3 thì đầu tiên tạo thành AlOH 3 lần nhưng AlOH 3 lần lại tan trong NaOH dư nên không thu được kết tủa. Sục CO2 tới dư và dung dịch CaOH 2 lần. CO2 tới dư và dung dịch CaOH 1 lần thì đáng nhẽ tạo thành CaCO3 nhưng CaCO3 tan trong CO2 để tạo thành CaHCO3 2 lần. HCl dư vào NaLO2 đáng nhẽ tạo thành AlOH 3 lần nhưng HCl dư nó lại hòa tan tiếp. Vậy kết thúc phản ứng số thí nghiệm thu được kết tủa là chỉ có A và B thôi. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Được chưa?
Ở đây mình chỉ cho hỗn hợp vào nước lượng nước dư, cho hỗn hợp vào lượng nước dư thì thu được dung dịch X, được chưa? Cho hỗn hợp Na2O này, CaO này, Al2O3, Na2O này, CaO này, Al2O3 này, MgO này vào nước dư này. Thì mình có nhé, Na2O tan, CaO tan. Tan để tạo thành gì ạ? NaOH, CaOH hai lần. Magie thì không tan, MgO không tan, đúng chưa? Nhưng mà lưu ý rằng là thằng Al2O3 tan trong bọn này để tạo thành AlOH 4 lần trừ. Được chưa? Thu được dung dịch X và chất rắn Y nhé. Sục CO2 tới dư với X. Đây, đây là X, đây là rắn Y đây. Chất rắn Y. Sục CO2 tới dư vào X thì mình thu được CO2 tới dư vào X nhé. Thì mình có này, CO2 dư và CaOH lần là không thu được kết tủa đâu. CaCO3 tan trong CO2 dư để tạo thành CaHCO3 hai lần. Được chưa? CO2 dư và AlOH 4 lần trừ này thì mình mới thu được kết tủa AlOH 3 lần. Kết tủa. Vậy chắc chắn mình thu được kết tủa là AlOH 3 lần. Đáp án đúng, đáp án B bỏ. Ok. Câu 30. 30. Cho sơ đồ phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường. NaCl mà điện phân dung dịch có màng ngăn thì mình sẽ thu được NaOH hoặc là Cl2, một trong hai thằng. Được chưa? NaOH mà cộng với FeCl2 thì mình thu được FeOH 2 lần. Còn lại Cl2 mà cộng FeCl2 thì thu được FeCl3. Chúng ta lưu ý là FeCl3 không tác dụng với oxy và không tác dụng với nước nên nhánh này vứt đi. Vậy là cực nhánh có clo vứt. Ok. FeOH 2 lần cộng oxy cộng nước thì mình thu được FeOH 3 lần. Vậy Z chúng ta là FeOH 3 lần nhá. X của chúng ta là NaOH. Được chưa? FeOH 3 lần mà cộng HCl thì tạo thành FeCl3. Vậy đây chúng ta là FeCl3 không phải FeOH. Vứt FeCl3. Đáp án đúng, đáp án C. Ngon lành cành đào đúng không? Câu 31. Câu 31. Hỗn hợp X gồm amino acid Y, amino acid Y, H2N, CN, H2N, COOH và 0,2 mol, 0,02 mol H2N, C3H5, COOH tất cả hai lần, 0,02 mol. Cho X vào dung dịch chứa 0,04 mol HCl, HCl 0,04 mol. Được chưa? Thì thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với NaOH là 0,04 mol, KOH là 0,05 mol. Được chưa? Phản ứng vừa đủ nhá. Thì thu được muối, thì thu được muối. Muối của chúng ta là 8,21 gram. Cộng nước. Cộng nước. Được chưa? Thế thì do đây là tác dụng vừa đủ. Được. Nên số mol nước chính bằng số mol OH trừ. Được chưa? 0,04 cộng 0,05 thì bằng 0,09. Vậy số mol nước là bằng 0,09. Ok chưa? Thế thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có này. Có phải là số mol OH trừ bằng số mol H cộng không ạ? Số mol của nhóm COOH cộng với số mol H cộng sẽ phải bằng số mol OH trừ. Vậy thì hoàn toàn mình tìm được số mol của amino acid này. 0,04 cộng 0,05 thì bằng 0,09. Trừ 0,04 thì còn 0,05. Trừ đi 0,02 nhân 2 là trừ đi 0,04 thì còn 0,01. Đúng không? Chúng ta cộng lại chúng ta sẽ nhìn hai bên bằng nhau. Đấy chưa? Cuối cùng chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Ta có này, anh amino acid này mình đặt là Y. Đúng không? Thằng này tên của nó là gì? 1, 2, 3, 4, valin. Valin rồi. Đúng chưa? Thế thì vậy ở đây mình sẽ có này. Bảo toàn khối lượng 0,01 nhân phân tử khối Y. Phân tử khối của Y cộng với 0,02 nhân phân tử khối thằng này, các em bấm là được thì bằng 117. À không phải, không phải, không phải valin. Acid glu chứ, acid glu. Acid glu thì anh này phải là 147. Sorry, bấm lại xem đúng nhá.
16 cộng nhân 3 cộng 5 cộng 45 nhân 2 bằng đúng 147 thật. Được chưa? Cộng với khối lượng HCl là 0,04 nhân 36,5. 0,04 nhân 36,5. Được chưa? Cộng với lại khối lượng của NaOH là 0,04 nhân 40. Cộng khối lượng của KaOH là 0,05 nhân 56 bằng khối lượng muối là 8,21 cộng khối lượng của nước là 0,09 nhân 18. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được phân tử khối của Y. 8,21 cộng 0,09 nhân 18 trừ đi 0,05 nhân 56 trừ đi 0,04 nhân 40 trừ đi 0,04 nhân 36,5 trừ đi 0,02 nhân 147 bằng được bao nhiêu? Chia cho 0,01. Đúng không ạ? Được bao nhiêu chia cho 0,01 bằng, ở chỗ này chắc là chú bấm nhầm chút, 8,21 gam. 8,21 cộng với 0,09 nhân 18 trừ đi 0,05 nhân 56 trừ đi 0,04 nhân 40 được bao nhiêu? Trừ đi 0,04 nhân 36,5 trừ đi 0,02 trừ đi để ấn cộng trừ đi 0,02 nhân 147 bằng 1,03 mà chia cho 0,01 thì bằng 103 nhé. 103. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 103. Mình sang câu tiếp theo, câu số 32. Tiến hành các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm tạo ra chất khí. Để bài tạo ra chất khí, sắt vào CuCl2 thì nó tạo thành Fe2 cộng cộng với lại Cu không có khí, vứt. Lưu ý này, thằng này có sắt 2 cộng này. Cái này rất hay thi nhá. Sắt 2 cộng này, cộng với này, gốc NO3 trừ này, cộng với này, H cộng này, thì nó tạo thành sắt 3 cộng, cộng với NO bay lên. Được chưa? Có NO bay lên. Vậy là B có khí. FeCO3 và H4 loãng thì chắc chắn tạo thành Fe2 cộng, cộng với CO2, cộng với H2O và mình có khí CO2 bay lên. Fe3O4 và H4 đặc nóng dư. Thằng này vẫn là dương 8/3, vẫn còn tính khử. Anh này có tính ưu xóa mạnh thì nó sẽ tạo thành cái gì ạ? Fe dương 3 cộng với lại SO2 bay lên. Nhá. Vậy mình sẽ có, anh này có khí. Vậy mình sẽ có 3 thằng có khí, B, C, D mà rất nhiều cháu tô 2 quên mất cái thằng B này này. 3 thằng có khí cơ. Nhá. 1 2 3. Đáp án đúng đáp án B. Câu 33. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptide X mạch hở thu được 3 mol glycine. Vậy nó là gly 3. 1 mol alanin, ala 1, 1 mol valin, valin 1. Mặt khác thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có ala phải đứng trước gly. Ala đứng trước gly này. Đây không có ala đứng trước gly, toang C. Gly đứng trước ala này. Không có gly đứng trước ala, toang gly đứng trước ala này. Có cụm GGVA. Có cụm GGVA thỏa mãn này. Không có cụm GGVA, loại nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À. Ok chưa?